heo đưa cộ lên đây. Lên đây, rồi lên đây con. Con tên gì? Con tên là Yến Ngân. Ngân mấy tuổi? 9 tuổi. Rồi con có cái gì đây? Có con heo. Heo cho ai? Cho những bạn khó khăn hơn con. Bạn khó khăn hơn con, nãy con có dâng hoa không? Có không? Nãy con có dâng hoa không? Có. Hoa màu gì? Hoa màu hồng. Hoa màu hồng, con hoa màu gì? Hồng màu tím. Màu gì? Màu tím. Màu trắng, à màu trắng, màu tá, màu tá. Con này hoa gì? Hoa màu hồng. Màu hồng. Còn con hoa màu gì? Con màu tím. Màu tím, con hoa màu gì? Con hoa màu đỏ. Con hoa màu đỏ, còn đứng đây con. À, hoa màu gì? Hoa màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ mấy tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi học lớp mấy? Học lớp 8 tuổi. Học lớp 8 tuổi. 8 tuổi có cái gì đây? Có tiền. Tiền cho ai? Cho các bạn nghèo. Úi giời ơi, cái này tỉnh táo quá. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con. Hai bé này vào đây, mau vào đây con. Hôm nay con hoa màu gì? Dạ, con hoa màu hồng. Con ở giáo xứ nào? Dạ, giáo xứ Đồng Tiến. Đồng Tiến, con có dâng hoa bao giờ không? Dạ có. Con dâng hoa trong đoàn hoa nào? Con không nhớ. Không nhớ, con đã từng dâng hoa rồi. Con có thấy người ta dâng hoa đông như vậy không? Dạ chưa. Chưa, con có thấy bao giờ chưa? Dạ chưa. Con có dâng hoa bao giờ chưa? Dạ chưa. Con dâng hoa màu, con lấy con dâng hoa màu gì? Dạ màu đỏ. Vâng, sao toàn là màu đỏ không? Thế này. Thưa anh chị em, ai cũng thích màu đỏ hết. Vì ai cũng thích cuộc đời toàn màu đỏ. Và tất cả những em đây, chúng ta thấy là ngày xưa tôi còn bé như các em cũng thích dâng hoa lắm. Hồi là tôi đội hoa duy nhất là giáo xứ của tôi là đội hoa của con trai. Còn hầu hết là đội hoa của con gái. Nó không bao giờ có đội hoa của con trai. Cho nên là chúng tôi đội hoa con trai và đội hoa con gái cứ nói với nhau như vậy. Thay vì là thiếu nhi nam, thiếu nhi nữ thì cứ vào đội hoa con trai, đội hoa con gái. Họ bắt đầu ganh nhau. Nó dâng hoa đẹp, mình phải kiếm hoa đẹp hơn. Nó hát hay, mình phải kiếm hay hơn. Không làm gì được nó thì bắt đầu khi nó mặc váy đầm, lấy mực vẩy lên váy đầm nó cho nó dâng hoa. Rồi lấy nó hoa nó chưa kịp lấy thì giấu đi. Nó vừa cúi xuống nó bưng, tôi thò trong gầm ghế, tôi thò tay ra tôi lấy mất cái hoa. Nó cúi xuống, hoa nằm sát con dâng được bà, không có cái gì dâng hết. Tôi đã lấy hoa tôi chạy mất rồi. Thưa anh chị em, tuổi thơ là như vậy. Và bây giờ ngó thấy các em này hồn nhiên đơn sơ quá. Và các em đã biết đóng góp chia sẻ bác ái ngay từ còn nhỏ như bây giờ. Đó là hoa lòng thương xót. Cảm ơn chúng con. Chúng con đem để hoa dưới kia. Rồi chúng con nhận những món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng cho chúng con nha. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Thợ. Và mỗi người